Tên là Nguyễn Thành Luân và em 31 tuổi. Em hiện là giảng viên của trường đại học. Rồi, còn cô dâu? Dạ, em tên là Đinh Thị My. Em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Sinh viên vừa tốt nghiệp là bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 23 tuổi. Trời ơi, 23 bên này 31. Ồ, thế thì cái chuyện tình chú cháu như thế nào? Dạ, em là sinh viên của trường. Thì ảnh là giảng viên cũng của trường đó mà cùng khoa với em. Hồi năm 2 thì ảnh ấy dạy em. Nhưng mà hồi lúc đó em nhìn ảnh vừa già mà vừa xấu còn vừa đen nữa. Ôi. Lúc đó là râu mọc dài đó nữa. Nhìn nói chung là không có cảm tình gì hết á. Bởi vì cuốn nào trời trao của nó. Nhưng mà anh suy nghĩ hoài, trong một cái giảng đường thì nó rất là nhiều sinh viên, tại sao không chọn những sinh viên khác để theo đuổi mà lại chọn cô sinh viên này? Lúc mới đầu thì em gặp bạn này ở trong lớp thì bạn hơi nhiều chuyện một chút. Ủa mặt này mà mặc nhiều chuyện hả trời? Trời ơi, trong lớp thì hơi nói nhiều nên em cũng chú ý, em nhắc nhở nên cũng có một chút ấn tượng. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa quen, tại vì tư cách là thầy trò thôi nên học xong thì thôi. Sau này mới gặp lại. Trong hoàn cảnh nào? Dạ, khoảng 1.5 năm sau á, mà hôm đó lại trời mưa nữa, xong ảnh đi trễ giờ dậy, em thì ngồi nói chuyện nguyên một đám bạn, tự nhiên ai không bắt em ra là cầm áo mưa đội ra để dẫn ảnh qua bên giảng đường ảnh đi dậy. Mà xui cái là 3 ngày liên tục của cái tuần đó đều trời mưa mà toàn là bắt em dẫn đi mà. Xong rồi em đi đòi trả nợ, ảnh ấy nói là mai mốt tôi trả cô trà sữa. Thì ảnh chỉ mời lơi em thôi, nhưng mà em đòi thiệt, ngày nào cũng đi đòi. Như vậy là phải cảm ơn ông trời. Đúng chưa? Thầy chỉ định hay sao, là thầy đã ngầm là... ngầm theo đuổi, ngầm để ý cô này rồi. Ừ, đúng dạ, không? Dạ không phải, tại vì lúc mà kêu làm tiểu luận hay làm bài á, thì em cũng hay nói chuyện với bà này. Thì lúc đó thân hơn. Thân hơn? Thân hơn thì em nhờ bạn là thôi, em mang cái áo mưa em dẫn tôi qua bên... bên chỗ lớp để dạy rồi em mang áo mưa về trả lại cho người ta. Bao lâu thì mới bắt đầu uống được thay đổi lần, đã uống được bao nhiêu lần, che được bao nhiêu cái áo mưa thì cái cách thay đổi xưng hô nó chuyển từ thầy sang anh. Sau cái buổi trà sữa đó về thì hai người nhắn tin qua lại cũng được 2 tuần thì anh đi từ thiện, mới nhắn tin lời cái là bộ thầy quên em rồi sao, cái ảnh mới điện cho em liền, anh kêu là tại điện thoại tôi lên nó không có sóng này nọ. Tôi có mua quà về, mà ảnh mua 2 món quà ảnh thử em. Một cái là một cái móc treo xe bình thường thôi. Còn một cái là có hình con trâu thì tên của ảnh. Cái ảnh mới đưa cho em nè, chọn đi. Cái đầu tiên là em chọn cái móc bình thường thôi. Cái thấy mặt ảnh buồn buồn ấy, sau cái giả bộ suy nghĩ lấy lại. Em lấy cái móc có tên của ảnh, cái anh mừng quá về tới nhắn tin tỏ tình với em. Tối hôm đó là bạn nhắn tỏ tình sao? Không, em cũng hẹn đi chơi rồi. Hai đứa ngồi chơi công viên rồi kêu là thôi giờ tôi cũng lớn rồi, thôi nếu mà có tình cảm thì làm bạn gái tôi nha. Trời ơi, ghét không? Để hỏi hỏi thầy cái nè, rồi lúc đó có phải giấu tất cả mọi người không? Dạ có, tại vì thường là nếu mà học trò mấy thầy giáo là hay bị thị phi lắm. Nếu mà tới nghiêm túc thì không sao, nhưng mà tới kia rất là thị phi. Nên em cũng nói rõ với bạn là thôi quen nhau thì anh đi ăn uống hay gì đó thì đi xa xa chút. Chứ tới trường rồi mất công mấy bạn sinh viên với thầy cô khác đồn lên rồi bạn học hành của bạn lại bị ảnh hưởng. Ảnh chở em đi học mà bịt kín mít luôn, xong rồi cái dục em ngoài trường cách 200 mét, trời nắng chang chang, mấy em đi bộ vô mồ hôi một kê đổ ra. Giả bộ chị xe luôn. Dạ giấu tới khi cưới luôn chị. Giấu tới khi cưới luôn? Rồi dạ. Cưới bao lâu rồi? Dạ cưới được 6 tháng rồi. Thôi tức là mới xì ra đây. Chưa được nửa năm luôn. Tới lúc mà em phát hiện thì các thầy cô mới báo quả biết. Dạ. Nhưng mà như vậy là thời gian là bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là bao mấy? Dạ quen có 5 tháng rồi. Cũng đâu có gì giống rơi đó. Giấu có 5 tháng trời. Đúng không? Ta giỏi ta giấu mấy năm trời luôn. Nhưng mà thôi rồi. Cũng sao. Mà cái tình yêu của em với cô này á, thì nó có ảnh hưởng tới cái trạng thái của em khi mà dạy học không? Nhiều khi cũng có chị. Thí dụ mà lâu lâu hai đứa vui vẻ với nhau á, thì lên trên lớp vui lắm, không muốn về nữa mà hết giờ vẫn dạy tiếp. Nhưng mà bữa nào cãi lộn hay gì á, người khó chịu lắm. Rồi, lúc em đám cưới là em ra trường chưa hay là vẫn còn sinh viên năm 3? Dạ chưa, em lúc mà em cưới là em vẫn là sinh viên năm 4, đang làm bảo vệ công văn. Sao không chờ luôn mà tại sao không chờ
cho tốt nghiệp xong rồi cưới? Tại vì thứ nhất là anh cũng lớn tuổi, anh xuống anh xin ba mẹ em. Thứ hai nữa là nhà coi á, thì cái ngày tháng đó thì được, cho nên là mới cưới luôn. Nói chung anh cũng nghiêm túc lắm, tại vì lúc mà anh mới tỏ tình với em á, là em chưa kịp trả lời là 2 giây sau là cầu hôn em luôn. Em ở chung với lại bên vợ hay là vợ ở chung với bên chồng? Dạ, vợ ở chung với bên em. Rồi mẹ của em là chắc là còn trẻ lắm phải không? Dạ, mẹ em hơn ảnh có 9 tuổi. Cái hôm bữa lần đầu tiên anh về nhà em chơi, cái em mới gạt ảnh kêu chị em á trên Sài Gòn mới xuống, vô anh chào đi. Cái ảnh vô anh thao thao bất tuyệt xin mừng chị với em. Xong rồi tới lúc về em kêu là mẹ em á vô chào lại đi. Cái bắt đầu quê quá, vô chào lủi xe đi về luôn. Vừa về cái mẹ em kêu ê sao nó còn dạ anh tao đó vậy mày. Ủa gì cha em có phải bằng tuổi với mẹ em không hay là? Dạ không, cha em hơn mẹ em 9 tuổi. Ý cha này là hơn thì 9 tuổi. 8 tuổi à, nó cũng xê xích 89 đó vậy. Dạ, có nghĩa là con rể với lại là bố vợ á. Dạ. Là một hệ đó. Dạ. Em với mẹ, tức là cái hoàn cảnh nó giống nhau á. Giống nhau đó. Giống nhau. Cũng là 89 đó. Tại vì ba của em là một người đàn ông của gia đình á, nên là em lấy ba em làm mẫu mực để mà em chọn chồng của em. Thì thứ nhất là về ngoại hình thì ảnh ấy giống ba em, tính tình á thì khác trời vượt, ba em thì chịu khó làm việc nhà lắm, còn ảnh ấy lười lắm. À bây giờ là đến cái chi tiết kể sau rồi đó. Thôi kể luôn đi. Sẵn cái đà rồi. Dạ. Hồi lúc yêu em á thì hay xuống nấu spaghetti cho em ăn, hay là chở em đi xem phim, hay là đi chơi. Nói chung em thích đi đâu là đi hết á. Còn hồi bây giờ á, lấy nhau về á, là kêu anh ơi dọn giùm em cái chén ăn cơm đi, là không có thấy mặt mũi đâu hết á. Đóng cửa. Nhiều khi mà thấy em nấu ăn ở dưới á, ở trên đọc truyện, nhưng mà thấy em mà đi lên một cái là tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt ngủ. À, giả ngủ. Dạ. Xong rồi hả, nhờ vợ nhờ là anh ơi lấy cái đồ hay là phơi cái đồ, cái là em lấy từ sáng tới chiều là còn yên nguyên luôn. Rồi còn gì nữa không? Thì tối ảnh ngủ thì ảnh hay ngáy nữa, mà em ngủ mình quen rồi mà ảnh ngáy to quá em ngủ không được. Cái em quay ngược cái đầu lại là chân của em là ở phần trên á, cái nhiều khi anh ôm qua, anh ôm ngay chân của em, anh bật ngược lại. Để tật xấu của chồng mà đâu, nó rất là lúng liếng sung sướng vậy đó. Ôi tôi rất là hạnh phúc với những cái điều xấu của chị vợ. Thì chồng em là ngoài là... Dạ có. Tại vì em là học dốt lắm, học dốt tiếng Anh với lại tin học dốt vô cùng luôn. Mà ảnh thì ảnh dạy tin với lại dạy tiếng Anh. Thế là suốt ngày bắt em học là em thì em trốn rồi, cái xong mét mẹ em với mẹ em chửi em. Nói chung mỗi lần như vậy là em giả bộ em bệnh hay là em đau hay là em mệt hay gì đó em trốn hết. Làm lá yêu á nghe, làm lá yêu chứ đâu. Cắt tiền tiêu vặt của em, có nghĩa là em mà không đi học là cắt cái khoản đó cho nhịn luôn. Không có tài khoản. Dạ đúng rồi. Rồi giờ tao kể tội của vợ. Bạn này bạn nói nhiều lắm anh. Sao? Nói nhiều lắm, em nghe em nhức đầu lắm. À. Dạ. Nhiều khi bạn có một vấn đề mà cứ léo nhéo liên tục. Tới khi nào là mình làm mới thôi. Anh nhiều khi em la cho. Dạ. Còn cũng chẳng, bạn này khá là nhanh nhẹn với lại dễ thương. Chỉ có tật là hơi nói nhiều thôi. À, chỉ có nói nhiều rồi đúng không? Dạ. Hồi xưa quen nhau đó là ảnh hay rủ em đi Sài Gòn chung với ảnh đi dạy, rồi ngồi đó đợi ảnh. Sau này em mới biết là ảnh rủ em đi Sài Gòn là để cho em nói cho ảnh đừng có buồn ngủ. Tại nhiều khi em đi trên đường nhiều á, em hay mệt á, hay ngủ gục trên xe á, cái đó khá là nguy hiểm. Nên có bạn này đi và bạn cứ nói chuyện như vậy, nhiều khi em không có ngủ được. Rồi, em mong muốn anh xã này của em á là thay đổi gì? Em chỉ mong ảnh là hay phụ em việc nhà thôi, tại vì nhiều khi mà em sống ở nhà em á là ba mẹ em cùng làm, xong rồi cùng nghỉ rồi cùng chơi. Em thấy quen rồi, lên trên đây á, chồng em cứ nằm gác trên đọc truyện thôi mà. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ em là siêng học hơn chút. Bạn lười lắm. Nhiều lúc là em bắt học để nâng cao kiến thức thì phục vụ công việc của mình thôi. Nhưng bạn tìm đủ mọi cách à, trốn không à. Bạn thầy có nghĩ rằng là do bạn này phải làm việc nhà nhiều quá cho nên bạn ấy bị mệt, bạn ấy học không vô? Đúng là một vài lần thì đúng là như vậy. Thì em không nói gì cả. Nhưng vài lần là bạn ấy cũng nằm chơi thôi. Em bắt học thì bạn ấy giả bộ là hồi nhức đầu quá. Nhưng mà bạn này là đã tốt nghiệp rồi đúng không? Dạ em vừa tốt nghiệp xong. Mà bây giờ chồng vẫn bắt học hả? Dạ, tại vì cái chuyên ngành của em cần tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi, chứ còn mấy cái kia thì không cần học nữa. Ngộ lắm em, có những người có năng khiếu học mà có những người không có năng khiếu học. Dạ. Giống như về sinh ngữ, có người có năng khiếu sinh ngữ mà có người học hoài học cũng không có được nữa. Dạ. Cho nên rằng là em lựa đi, lựa cái đường để mà tìm một cái
hướng phát triển tốt nhất cho cái người vợ của em để mà đạt cái hiệu quả cao nhất. Chứ nhiều khi những cái người ta không thích rồi mình ép cũng vậy, rồi đâm khi nhiều khi ép nhiều quá sinh ra xung đột đó, vậy thôi. Còn chị cứ biết thay mặt chương trình là chúc tụi em có một gia đình thiệt là hạnh phúc, sau này nếu mà có thành viên mới thì sẽ là một khối gắn kết. Dạ, em tiết lộ một cái điều bí mật là ngày hôm nay thì sáng nay em vừa mới phát hiện là mình có một cái thành viên mới. Ba mẹ là mong cháu lắm luôn. Đúng mới rồi. Hối cưới dữ vậy đó. Rồi bạn này mới phải vượt rào mà cưới sớm vậy đó chứ. Anh vừa định chúc hai em thì em lại bật mí một cái tin vui đến vậy. Thôi thì chúc thêm lần nữa, chúc cho em bé khỏe mạnh và chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và viên mãn và hạnh phúc này. Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Vợ em là cũng có trục trặc thì hôm nay là cơ hội của mình. Tụi em vẫn có thể hàn gắn được, em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Đập bàn xong em lấy xe anh về luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai để xem họ sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Đặng Hồng Ân, hiện là em là nhân viên check-in của hãng hàng không. Hiện nay em đang được là 31 tuổi rồi. Rồi còn em? Em là Võ Thanh Vi, em 30 tuổi. Em là nhân viên điều hành tour. Ân với Vi là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây 6 năm về trước em làm ở sân bay, em là nhân viên an ninh soi chiếu. Còn ảnh là nhân viên thủ tục. Thì lúc đó thì tụi em chỉ làm đồng nghiệp thôi chứ cũng chưa có nghĩ gì hết. Tại vì lúc đó tụi em đều có bạn trai bạn gái hết rồi. Rồi vậy tụi em yêu nhau bao lâu rồi? Yêu nhau được 6 tháng rồi mà cưới luôn. Hả? Biết nhau 6 năm, yêu nhau 6 tháng. Cưới luôn. Suốt cái thời gian mà làm việc chung với nhau ở sân bay không có yêu. Dạ, dạ, không có yêu. Bạn bè à? Dạ. Đến cái lúc cách đây 3 năm, đó là tụi em đang có trục trặc, em buồn. Em mới tâm sự với là chồng em bây giờ. Thì anh này không biết nghe rồi thấm sao đó em không biết. Nhưng mà lại mời em đi cà phê, rồi tỏ tình với em. Ủa, mà cái đấy là nó nhanh đúng không? Dạ không, tại vì cái, trong thời gian trước đó 3 năm á thì em cũng quen cũng nhiều mối tình, cũng tâm sự với vợ em, cũng có sự đồng cảm này kia. Sau này thấy vợ em là cũng có trục trặc, lại có một hoàn cảnh y chang giống em hồi xưa. Thì em thấy thì kiểu này trước sau cũng chia tay thôi. Thì đây là cơ hội của mình. À vậy đó hả? Là xong lúc đó là em quyết định tỏ tình luôn. Dạ. Là cách đây 3 năm. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao lại nãy chị nghe là yêu nhau 6 tháng? Cái đó là lúc đó là chưa thành công. Đây là cơ hội của mình. Nhảy vô nhưng mà nhảy không được đúng không? Dạ thực sự em hoang mang tột độ luôn, tại vì em không em, nghĩ ra em không nghĩ là ảnh lại mời em ra để tỏ tình. Cái em mới nói với ảnh á là thôi anh làm em sợ quá, em hay là thôi anh cho em thời gian 3 ngày để em suy nghĩ. Em suy nghĩ xong thì em mời ảnh ra em nói chuyện. Em mới nói với ảnh là tình cảm của em với bạn trai có rạn nứt, nhưng mà em cảm giác thấy là tụi em vẫn có thể hàn gắn được, cho nên là em không có thể nào chấp nhận cái lời tỏ tình của anh được. Ân nghe nói thì lúc đó, em giận lắm. Giận đúng không? Đập bàn xong em lấy xe anh đi về luôn. Đập bàn xong lấy xe anh về? Đúng vậy, đi về. Từ lúc đó là em xóa số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa Facebook, xóa mọi Yahoo liên hệ liên lạc luôn. Quế đúng không? Sau 3 năm, cái một cái buổi là tiệc họp mặt bạn bè. Lúc đó em cũng buồn, ở nhà không làm cái gì. Em cũng đồng ý đi. Lúc đó lại không biết tự nhiên lại vợ em xuất hiện. Em nghi rồi, xong rồi có cái chắc bị gài. Nếu như mà thực sự là có gài không hay là vô tình? Thực sự ra là một sự tình cờ có sắp xếp trước. Em với bạn em, hai đứa cũng bàn với nhau trước là bạn em sẽ mời anh này. Sau khi mà ăn uống xong với bạn bè xong thì em hẹn anh này ra bờ sông để tỏ tình luôn. Là em tỏ tình với anh? Dạ. Em tỏ tình với anh? Là lúc đó em với bạn trai là coi như chia tay? Chia tay rồi. Sau nửa năm sau là em với bạn trai em chia tay luôn. Lúc đó em mới cảm giác hối hận quá. Dạ. Vậy là cái lúc em tỏ tình với chồng em tỏ tình sao? Hôm đó cũng hơi xỉn xỉn rồi. Cái em mới lôi anh này ra bờ sông. Em nói là anh ơi, làm người yêu của em khó lắm. Tại vì em khó chiều lắm. Xong rồi cái em ôm ảnh, em hôn ảnh luôn. Trời ơi kì. Ủa nhưng mà bên này chưa kịp rỡ tay luôn là sao? Dạ, tại nghe nói chuyện em quay mặt ra thấy vậy em đưa môi lên lại em tới luôn. Tới liền chứ. Hả, tới luôn. Rồi, tụi em nói là yêu nhau 6 tháng cưới luôn. Từ lúc quen đến lúc quyết định cưới là 6 tháng rồi. Từ lúc quyết định đến lúc cưới là 6 tháng rồi. Từ cưới cho tới bây giờ ngồi đây là bao lâu rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Rồi tại sao yêu có 6 tháng mà cưới?
Ai bắt cưới? Em bắt cưới. Dạ, tại vì em cũng lớn tuổi rồi, ảnh cũng không có còn nhỏ nữa, nên em thấy là nếu như mà mình đã đồng ý quen là mình cưới luôn. Cưới luôn, đó. Đúng rồi. Xong rồi cái em mới nói với ảnh là bây giờ anh mà không cưới là em đi Úc. Cái chồng em mới về năn nỉ mẹ ảnh là mẹ ơi con muốn cưới vợ. Nhưng lúc đó mẹ chắc đồng ý liền cái gì? Dạ đồng ý. Em cũng lớn gặp tuổi một rồi. Nàng dâu như thế này đúng không? Dạ. Rồi anh hỏi nè, cưới nhau xong về rồi có vỡ mộng gì không? Dạ vỡ mộng nhiều thứ. Không phải em nói dạ. Làm rầm mộng làm rầm. Dữ chưa? Dạ, hồi xưa vợ em nhìn thấy hiền hậu dễ thương. Xong rồi lúc mà cưới về xong là đáng nhận hết. Nó như nước bằng tay vậy. Lật tay vậy. Lật. Ủa là sao cụ thể? Dụ gì mà dụ? Cụ thể đó. Dạ, ví dụ như là rất là dữ, dữ lắm. Đánh chồng như là con vậy. Được luôn á hả? Dạ, ví dụ như giận cãi lộn là ha, em đứng dưới đất thì vợ nhảy lên giường chống nặng nách vậy. Sao chồng mà là đồ đạc trong phòng luôn quăng hết. Đồ trong tủ quăng ra ngoài. Ủa không tưởng tượng đồ ở trong phòng thì quăng suốt qua cửa sổ máy tính tivi đặt hết luôn. Đặt luôn hả? Dạ. Có khi nào mà em phản ứng lại không? Dạ không. Em thì chịu đựng lại mà quánh dữ dội nữa đúng không? Nhiều khi em ức quá thì em làm gì? Em bỏ đi ra ngoài. Ủa hai bạn ở đâu? Ở nhà mới đầu về thì cưới ở nhà em. À ở nhà em. Vậy là bạn này có khi nào mà giận chồng quá hay là làm quá lên rồi bỏ về nhà mình không? Làm hoài. Làm hoài luôn hả? Lần thứ nhất là lúc là... nào? Sau khi cưới được bao lâu? Cưới được tuần. Em nói anh không nghe nên em lấy đồ em bỏ về luôn. Nói gì mà không nghe vậy? Ảnh có cái tật xấu là ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á, cứ đặt xuống là ngủ mà đồng hồ reo cũng không dậy luôn. Mà tại vì làm ca kíp á là ảnh 3 giờ sáng ảnh phải dậy rồi. Nên là ảnh hay đặt đồng hồ reo 3 giờ dậy mà đồng hồ reo thì reo ảnh ngủ à. Chứ anh nếu mà vậy thì đi trễ. Không, em hẹn tới 3-4 lần luôn. Vậy thôi là em xách vali về đó. Dạ tại vì em thì em hay khó ngủ. Em mà nghe tiếng đồng hồ reo á là em không ngủ lại được. Em thức tới sáng luôn. Cái là được 3-4 ngày cái em nói ảnh là anh ơi anh nghe đồng hồ reo là anh phải dậy để anh tắt đồng hồ reo để đừng để em thức dậy. Em thức dậy là em ngủ lại không được. Em nói không nghe ảnh cứ vậy đó. Xong rồi qua tuần sau cái mắt em thăm quần như hai con gấu trúc vậy đó. Cái sáng hôm đó đồng hồ cũng reo luôn mà ảnh không dậy luôn. Em tức quá, 4 giờ sáng em xách đồ em đi về nhà em luôn. Rồi sáng thức dậy không thấy vợ mình đâu. Lúc đó thì em buồn ngủ thôi kệ ngủ luôn mai vậy tính. Dạ, tại bữa đó em nghỉ nhưng mà em quên tắt chuông. Rồi cuối cùng sao mới tính được? Xong rồi chiều qua năn nỉ. Lâu không? Dạ em chỉ bắt ảnh hứa là sau này mà đồng hồ reo là phải bật dậy liền. Đừng để cho em thức dậy, em mà thức dậy là có chuyện. Dạ ảnh tập cái thói quen vậy luôn á. Vậy là tốt không? Bật dậy liền. Vậy là tốt, dạ. Nói chung là kéo vali về có hiệu quả không? Dạ. Rồi anh hỏi luôn là vợ em kéo vali về nhà mẹ đẻ là nhiều lần không? 3-4 lần. Có thể kể một câu chuyện tiếp theo về cái việc mà cô ấy lần đi về nhà lần thứ hai không? Dạ, lần thứ hai em add fan lại mấy cái con nghiệu cũ em ra hút. Rồi, dạ sao? Em phát hiện. Ủa sao phát hiện được vậy? Thường là ngày nào em cũng vô em kiểm tra hết là xem like bao nhiêu hình gái, add fan bao nhiêu. Trời, like bao nhiêu hình gái em biết luôn hả? Dạ, em hỏi tại sao cô này anh không làm chung, anh không bạn bè, không học chung gì hết mà tại sao anh add fan. Gái lạ quắc lạ quơ gì cũng add fan. Cái thông tin cá nhân của mình nó sẽ bị lộ ra. Sau này nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Em nói với chồng em, chồng em không nghe. Cái cũng add fan gái lạ. Rồi cái em âm thầm em xóa những cái gái lạ đó đi. Ảnh bực mình, ảnh chọc tức em bằng cách là tìm mấy cô người yêu cũ add friend lại để em tức chơi vui vậy đó. Lúc mà em phát hiện ra vậy á, em cho căn phòng thành đồ bay hết luôn. Laptop bay, điện thoại bay, đồ đạc bay. Xong rồi em xách vali đi về nhà em. Lần đó về bao lâu? Lần đó em về 1 tháng luôn á chị. Thôi bây giờ lỡ là kể luôn lần thứ 3 đi. Để ông này kể đi nè. Chồng kể sao? Chồng lý do sao? Cứ để vợ đi. Gần Tết rồi. Em đang bên nhà vợ em phụ dọn dẹp này kia đó. Thì rảnh cái em đi qua bên tiệm bên đường em cắt tóc. Cắt tóc xong về nhà cái vợ nhìn tóc em, vợ em không thích. Vợ nói là cái tóc cắt như cô hồn đó. Cứ xài xẻ em nói này kia, nó không thích tóc em, cấm anh cắt tóc này kia. Em thấy nó bị xúc phạm cái quyền cá nhân của em á. Đã Facebook mà điện thoại là quản lý rồi. Bận đồ cũng không theo ý mình, tóc cũng không ý mình nữa. Xong rồi tức quá em chào ba mẹ vợ em đi về luôn. Đi về luôn rồi coi như là lúc em ở nhà mẹ. Dạ em ở nhà mẹ nguyên Tết luôn. Tụi em mỗi lần mà giận nhau mà cãi nhau lớn như vậy là em là người đòi ly dị. Là đòi mấy lần rồi? 3 lần. Coi như 3 lần bỏ nhà qua bên nhà mẹ là 3 lần đòi ly dị. Có lần nào ký không? Dạ thì lần cuối cùng là ảnh ký luôn. Nhưng mà sau đó em lên mạng em thấy
ôi sao thủ tục ly hôn lằng nhằng quá, nào là lên nộp rồi đóng phí rồi đợi mấy ngày rồi giảng hòa đủ thứ hết. Em thấy sao làm thủ tục kết hôn thì nhanh mà sao làm thủ tục ly hôn nó lằng nhằng quá. Cho nên là em nói với chồng em á là thôi anh đi làm đi, bao nhiêu tiền em đưa chứ em không đi làm được tại vì em mắc đi làm giờ hành chánh rồi. Cái anh nói với em á là muốn ly dị thì em đi làm đi chứ sao em kêu anh đi làm cái đùng qua đùng lại cái tờ ly hôn nó còn giữ vậy. Hay dạ, xé rồi. Bỏ rồi anh. Chị hỏi nè, nếu như thực sự chuyện nó xảy ra thì chị hỏi thật luôn cả hai đứa, em có thấy hối tiếc không? Dạ có. Sau cái lần đó thì em mới nghiệm ra một điều là vợ chồng với nhau mà sống với nhau còn lâu còn dài, còn nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều nữa. Mà khi hễ cứ mỗi lần mà cãi nhau là rồi ly dị, cãi nhau là rồi ly dị thì nó không phải là một cách giải quyết vấn đề. Nó chỉ là thể hiện cái bế tắc của mình trong giải quyết vấn đề thôi. Chị nghĩ rằng khi mà em đã nhận thức được điều đó rồi, chị hy vọng là đừng có lần thứ tư. Em cũng có đồng cảm với vợ em chuyện đó không? Dạ đúng. Em thấy tại chính xác em, là như vậy đúng không? Tại lúc đó em suy nghĩ là cưới vợ cực lắm, cưới một lần thôi. Cực quá mà. Giờ chị thấy như vậy nè, vì chị có một cái cảm nhận như thế này. Ân có nhiều điều mà em không thể chia sẻ được với Vi. Đáng lý ra có những cái em muốn nói nhưng em chưa nói được. Chị biết chắc chắn như vậy. Còn về phía em á, em là một người rất là hiểu biết. Em không có nhìn gần, em nhìn rất là xa. Nhưng mà có đôi khi như vậy nè, mình có một người chồng, mình phải nghĩ rằng ảnh là chồng đó, đừng có nghĩ ảnh là cái vật sở hữu của mình. Em phải kích thích để mà ảnh phát huy những cái tiềm ẩn mà ảnh có. Chị nói ví dụ em phải tạo lòng tin là em tin chồng, thì những cái chuyện ví dụ như là Facebook nè, điện thoại nè, em đừng control nhiều quá. Sau này em còn nhiều thứ để em phải lo toan, về con cái, về cuộc sống, về kinh tế, đủ thứ. Cho nên rằng em phải tập cái thói quen từ đầu là em rất tin anh và anh phải tạo được lòng tin đó đối với em. Có nghĩa là hai cá thể cùng phát triển tồn tại song song trong một ngôi nhà, chứ không phải là đó là sở hữu của mình. Bỏ cái tư tưởng đó đi. Còn về phía chồng, em có những cái gì em phải tâm sự với vợ em. Tại vợ em là người rất hiểu biết. Em nói mà cổ không thể nào mà cổ cãi được thì cổ sẽ nghe. Chị nghĩ là như vậy thì tụi em mới không có lần thứ tư. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Thay đổi nha. Rồi, cảm ơn em.